sĩ bỏ đi riết riết hồi bệnh nhân tới không có bác sĩ người ta bỏ đi hết trơn hết trọi rồi sao? Quánh bài rồi chi vậy, đừng quánh bài nữa đi. Đủ rồi nghe chú. Cái chuyện business là của tôi, nghe không? Tôi ở nhà phòng mạch ế ẩm như vậy, tôi ở nhà chú có ích lợi gì? Tôi để tôi đi qua bển đi, tôi kiếm chút cháo về để trang trải, tôi có sở hụi, để ai trả tiền nhà, ai trả tiền điện, chú có lo nổi không? Trời ơi, sao tôi lo nổi, bác sĩ lo không nổi, sao tôi lo nổi vậy? Thôi bác sĩ cứ lo làm việc business của bác sĩ đi. Vậy mà cũng nói nè, Gì nữa, ra tôi không đây, có biết quánh đâu nghe. ai mà kêu chú đánh làm gì nè. Một lát nữa cái cô đó mà cổ có tới đó thì chú khám sơ sơ theo chú làm Trời ơi, không có được đâu, không có được. sao không được. Trời ơi, bác sĩ ơi, ở Mỹ này là ta nói cái mạng người quan trọng lắm. Không có được đâu, tôi không có biết mần cái gì đâu mà biểu tôi. Trời đất ơi, chú làm ở đây bao nhiêu năm rồi, ít nhất chú thấy một năm ít nhất tôi khám bệnh cũng 3 lần mà. Bị dứt hơn chứ bác sĩ, cái đó là nhớ lộn rồi. Hả? Tôi là tôi đếm từng ca một, là tôi nhớ cái năm nay là tôi coi bác sĩ khám bệnh là 4 lần mới coi khám không nữa nha. Vậy là đỡ hơn năm ngoái ha, bốn Đỡ lần hơn nhiều, được 4 lần. à? Thì được rồi, chú thấy tôi làm việc hàng ngày đó thì chú cứ bắt chước làm y vậy đi, Trời ơi, tôi nghe nói bác không? sĩ nghe, ba cái vụ mà binh bài là tôi không biết. Hồi xưa tới giờ cha mẹ tôi đẻ tôi ra chưa bao giờ tôi cầm cây bài tôi binh hết. Mà bác sĩ ngồi trong phòng mạch này tôi thấy bác sĩ binh bài nhiều hơn là khám bệnh. Đủ rồi, thôi được rồi, nghe không? Bây giờ tôi nhờ chú khám bệnh giùm cô đó. Cổ tới đó thì chú chỉ việc khám sơ sơ thôi nghe không, rồi vô trong phòng đó đưa cho cổ 2 viên thuốc bổ, nhớ là thuốc bổ đừng đưa lộn thuốc sổ nghe không, là chết cả đám đó. Vậy trong trỏng cả đống thuốc, biết thuốc nào bổ thuốc nào sổ. Tôi có ghi ở ngoài mỗi cái lọ hết trơn đó, đừng có Tiếng lo. Việt hay tiếng Mỹ vậy? Việt Nam, trời ơi Tiếng chú đừng Việt có được nghe, lo. tiếng Mỹ tôi đưa thuốc chuột à. Trời đất ơi chú thiệt nè, xong rồi đó. Rồi chú hẹn cổ ngày mai trả lời tái khám nghe không, chú lấy nhẹ nhẹ cho cổ chừng 100 đồng lần đầu tiên thôi. Ê trời ơi, 100 hả? 100 thôi, đâu có mắc đâu nghe không, Một nhẹ nhớ nhàng. nghe không. Tôi đi à. Ủa khoan, đây gọi vợ cái. Alo em hả? À anh đây. À bữa nay anh đi làm về trễ, em với con kiếm gì ăn rồi lo đi ngủ sớm đi nha, anh về khuya lắm. Trời ơi thì đi khám bệnh chứ gì đâu em, trường hợp khẩn cấp mà, có 3 bác sĩ đang chờ anh ở đó, chờ anh tới là đủ 4 tay là bắt đầu mở sòng. Ô không phải, bắt đầu mổ liền nè, nghe không? Ok, thôi. Thôi anh đi nha. Tối anh về nha. Bye. Đã quá. Chú Bảy ơi. Chú Bảy. Trời ơi, tôi nói bác sĩ nghe, mỗi lần bác sĩ đi như vậy nghe, bà bác sĩ bà tới bà hỏi bác sĩ đi đâu, trời ơi, tôi nói láo mấy lần rồi, Hỏi gì? hỏi bác sĩ đi đâu Trời đất. mà bà thấy nguyên cái giỏ đồ nghề ở đây, bà khen bác sĩ quá trời luôn. Bác khen sao chú? Bà khen nhà bên chồng bà có phước, đẻ Ừ ra có thằng con trai cho đi học bác sĩ mà học giỏi quá trời. à. Bác sĩ mà À khám bệnh không cần đồ cũng khám được, giỏi quá. vậy Dạ, bà chứ khen sao. quá. Ừ tốt à, không cần đồ hả? Tại bà thấy đồ nghề để lại mà bác sĩ đi Thôi khám. chết rồi, thôi lần này chắc tôi phải phải xách theo cho bảo đảm. Nên nè chú lấy cái áo này để lát choàng vô cho giống bác sĩ nghe không, chứ không thôi người ta nhìn chú bận đồ vậy kỳ cục quá nghe không, sao là giống bác sĩ được. Bác sĩ cho có ý kiến được không? Ý kiến gì nữa? Tôi nói áo này rồi bác sĩ đừng có để cái màu này. Trời ơi, màu này màu tan tóc lắm. Bác sĩ chơi cái màu khác đi, Màu nhuộm nó nào? màu đen á. Trời Xong đất. rồi đeo cái kiếng đen vô là tưởng nó là Châu Nhuận Phát, máy nhuộm bãi Thượng Hải. Thôi đủ rồi chú. Thôi làm ơn nghe không, ở nhà coi phòng mạch giùm tôi nghe không, khám bệnh giùm tôi, giữ tiền giùm tôi cái tôi qua bển. Tôi tệ mấy ông chờ chết. Thôi tôi đi đi chú, đem về theo cho bảo đảm chú ơi, để thác vợ tới là chết. Đi thiệt hả? Tôi đi đi chú. Good luck nha.
Trời ơi, giáng giá trời cho ổng ăn đi ông ơi. Trời ơi, ổng mà không ăn tháng này chắc tôi cũng meo râu theo ổng luôn quá. Trời ơi, tôi không biết mấy ông này nghĩ sao. Ôi, làm bác sĩ mở phòng mạch ra chi cho nó uống vậy trời. Tôi thấy mở sòng bài chắc ăn hơn. Trời ơi, vô phòng mạch bác sĩ mà coi bài rạc nó văng tứ tung luôn, tàn như máu nhuộm bãi Thượng Hải, như Las Vegas. Bó tay. Chào cô. Khám bệnh. À, bác sĩ mới đi. Bác sĩ đi đâu? Mới đi về. Bác sĩ Lý Tâm Thần phải không ạ? À, tôi là Lý Tâm Thần. Cô. Cô gọi điện thoại sáng phải không? Vô ngồi chơi. Ngồi đi. Mới tới đây lần đầu hả? Dạ phải. À thôi được rồi. Ngồi chờ tôi chút. Vô đi. Đưa cái này. Cô mở hồ sơ mới cho cô. Dạ. Đó thao văn phòng của tôi mà cô bước vô là đúng văn phòng luôn á. Là tại vì văn phòng của tôi là hễ bệnh nhân mà mới vô là xài hồ sơ mới liền, không có chơi hồ sơ cũ. Nhiều khi hồ sơ cũ rồi ghi nó lộn xộn, cô biết không? À bây giờ cô điền vô đi. Dạ, điền bác sĩ điền cái này đi làm sao đây? Cô đọc chỗ này, đây là giờ đêm nè, giờ chả, không phải, đây ngày... Ngày xanh. À, ngày xanh là bớt là đây, bớt là đây ha. Đó, rồi cô ghi vô ha, okay. Cứ điền hết vô đi, tôi chuẩn bị, tôi khám cho. Đeo cái phao tay vô. Đó, đèn con vào tài vô trước. Điền đi cô ha, dạ, cô dạ, cứ điền đi bác sĩ. Bởi vì thủ tục mà để khám cho người bệnh là phải cẩn thận thôi. Và anh này là vấn đề khử trùng mà, ha. Ấy. Khử trùng. Còn cái đồ chụp mỏ. À. Đây nè bác sĩ. Không phải chỗ cái đó là đây, cái này. cái này phải có cái này mới được, không có cái này là khám không có được. Phải đủ thủ tục mới khám được, trời tôi khó tính lắm. Rồi xong xuôi là hồ sơ xong rồi ha. Dạ. Cô lên cân, mời cô lên cân. Lên cho tôi coi cái vấn đề trọng lượng á, vấn đề trọng lượng quan trọng. Trời ơi, ta nói con người của cô nghe có chút xíu vậy mà 140 pound, không nhận chất lượng quá. Bác sĩ, cái cân của bác sĩ hư rồi. Trời ơi, cô nói vậy mà. Cô em nói 90 pound à. Cô nói vậy là tôi tự ái liền xin lỗi cô nghe. Cô bước vô trong cái văn phòng này là đồ xịn không nghe cô. Đồ là đồ tốt không, đồ mới mua không á, mà brand name nữa nghe. Cái đồ này xin lỗi cô, tôi nói thiệt với cô, cái gì cho cái vấn đề mà trọng lượng hay là bất cứ những cái gì á, bởi người ta nói sai một ly là đi một dặm, là tôi không bao giờ mà tôi làm cái đồ cũ á, chơi đồ mới. Nhưng mà này em có 90 pound à bác sĩ. Trời ơi, cô đừng có cãi tôi cái. Hả? Đúng rồi, bây giờ cô tháo cái này. Đúng rồi. Trời ơi, cô chơi cái này. Cô chơi cái này vô. Đó, đã xong xuôi rồi. Đó, bây giờ cô. Trời ơi, cũng y chang thấy không? Đâu có thụt xuống cái nào, tôi nói cái cân của tôi không có hư mà cô cứ cãi tôi hoài. Bác sĩ, cái này sao bác sĩ để đây? Không, bị tôi nghĩ cô cũng nghĩ như tôi, người đau của đó tôi để dưới chân coi cho chắc ăn. Xin lỗi, bỏ xuống. Đó, em nói mà, em có 90 pound à bác sĩ. Ơi, tại vì nãy cái này bỏ lên là nó nặng là đúng rồi. Nhưng mà tôi nói với cô, tôi đảm bảo cái cân tôi là đúng, thấy không? Cô công nhận 90 pound là đúng, 90 pound phải không? À, bởi tôi nó phải xài đồ xịn thôi. Thôi cô ngồi đây đi, cô ngồi đây đi, rồi tôi khám cho cô. Phải lấy đồ nghề khám nữa. Trời, tôi nói nhiều khi nó đủ thứ chuyện hết coi. Bác sĩ à, sao cái đèn của bác sĩ nó đằng sau vậy? Ủa, đã lộn hả? Để làm sao hả? Bị tôi nói cô nghe, nhiều khi gặp cô đó, rồi đầu óc tôi nó bị... nhiều khi nó bị... thôi khỏi cần giải thích đi, đại khái là mình lộn á, đại khái mình lộn, bây giờ mình đeo lại, đó, thấy không?
Tôi thì cô cái mấy cái đồ này là tôi xài từ hồi nhỏ rồi. Hồi nhỏ tôi có khiếu lắm. Cái ba cái vụ đeo lên và đi soi ếch là không phải đi coi người chết, nghiên cứu về người chết là nghề của tôi mà. Rồi giờ khoan tạm thời tắt cái đèn này trước đây. Trời ơi sao cứng quá. Đại khái nó vậy đi. Đã tắt đèn tắt rồi sao? Bây giờ cô chờ tôi đi. Cái này là bắt đầu là đo áp huyết, đo áp huyết. Rồi cô tròn cái tay vô ha. Tròn cái tay vô. Rồi quá được luôn. Sao cái kim nó không có nhảy vậy bác sĩ? Trời nó xì vậy mà cô kêu không nhảy. Trời nó xì như bánh xe. Nó xì vậy mà. Là bao nhiêu? Rồi quá tốt luôn, quá tốt. Cái này cũng ok. Đó. Tôi coi là cô không cần biết nhiều, tôi nói nhiều cô phải tin tôi nhiều rồi. Đó. Rồi giờ cho tôi bắt mạch đi. Chết cha. 1 phút 60 giây. Trời ơi mặt cô nhảy như đồng hồ luôn á. Thì nãy giờ bác sĩ cầm chúng cái đồng hồ của em đó nè. Trời ơi cô này cô đúng hàng gì cô hại tôi biết liền thôi. Công nhận cái tay tôi ghê gớm không? Tay tôi bắt vô là nhảy như đồng hồ là như đồng hồ liền. Đáng lý ra là cô phải đưa cho tôi cái tay trái. Vì cái tay trái là cái tim mà. Người ta máu chảy về tim là nó dồn vô tay trái nhiều hơn. Thì cũng may á. Bác sĩ cầm chúng cái đồng hồ này của em, bác sĩ mới thấy nó không đập á. Chứ bác sĩ mà cầm cái tay này đó, chúng cái vòng bác sĩ dám nói em bị đứng tim chết. Trời ơi, đâu có đâu, cái đưa cái tay là bắt mạch lại cho. Chết cha là mạch cô có vấn đề rồi. Sao vậy? Mạch cô đập kiểu này là có vấn đề rồi. Vậy, vậy phải khám thôi, phải khám, bắt buộc phải khám. Mạch cô đập như vậy là phải khám răng á. Trời ơi, tôi nói là ngay chóc liền ha. Tôi nói là bảo đảm chính xác luôn. Tại sao? Bị cái gì vậy? Hả? Mạch đập giống vậy, cái răng nó có một cái nó bị sâu một lỗ chút xíu nha. Tôi nói là cô phải tin lời tôi đây. Giờ là tôi phải ghi vô cái hồ sơ bệnh lý cho cô ha. Làm việc là phải có nguyên tắc, phải có khoa học đàng hoàng, nó mới tiến thân được. Bởi nhiều khi cô phải tới chỗ tôi thường xuyên. Chứ còn mấy ông bác sĩ khác, cô gặp mấy ông bác sĩ khác là trời ơi cô không có chính xác là cô chết liền. Đây là tôi làm việc cẩn thận lắm luôn á. Ủa sao cái giấy không có mực ta? Bác sĩ à, sao bác lại lấy cái cặp nhiệt độ để ghi vậy bác sĩ? lộn túi. Chết mẹ, hồi nãy cái viết kỳ đúc lộn đích nhỏ nào rồi. Lộn thôi, nhiều khi là nơ vợt nó lộn. Có cây khác liền, trời ơi, có bút bơm tử. Bút bơm tử. Nặng bao nhiêu ha? 90 pound. 90, nặng 90 pound nè. Huyết áp. Bác sĩ biết mà. Bác sĩ đo rồi mà. Đo rồi, huyết áp 1 thước 2. Nãy đo nhiêu? Huyết áp là bác sĩ nói tốt mà. Ta sao nè. Phải chơi tiếng Tây, mình phải chơi tiếng Tây. Bác sĩ mà, tại cô uống thuốc Tây chứ cô không có uống thuốc Mỹ, phải dùng tiếng Tây. Nhiều khi cô không hiểu là sorry cô thôi. Nhưng mà cái này trong vấn đề nghề nghiệp là tôi phải dùng tiếng Tây. Bây giờ là tôi phải lấy ống nghe để tôi nghe đo tim cho cô, nghe nhịp tim. Chết mẹ cái ống nghe ở sòng bài rồi. Cái gì sòng bài bác sĩ? Không. Tại vì hồi nãy trước cô có một cái cú phone ở trên sòng bài, nó gọi cho tôi emergency. Emergency là gọi cho tôi lên đó bị trên chẩn có hai cái ông mới chết. Sao chết vậy? Một ông á là ổng trúng chắc vọt 20 mấy ngàn. Đó xong rồi cái ông lên tăng xong máu ông ngã ông chết.
đó. Còn một ông á là thua mười mấy ngàn, xong rồi tìm đường gỡ mà tìm hoài không ra đường gỡ, xong rồi buồn quá đâm đầu ra xe chết. Nhưng mà cái ông này đó, ông đâm đầu vô xe chết rồi, bác sĩ đâu cần đi khám nữa đâu. Đúng rồi, tại vì cô nói vậy là cô không nghiên cứu vô cái lĩnh vực y khoa. Cô, cái y khoa này là nó rộng rãi vô cùng, nó mênh mông quá ngát như biển sông đại dương mênh mông vậy đó. Đó, tôi đi nghiên cứu là không phải tôi nghiên cứu cái xác chết, bởi vì cái xác chết không cần nghiên cứu, mà mình nghiên cứu cái lý do tại sao dẫn đến cái chết. Đó, là tôi lên trên đó là để tôi nghiên cứu cái ghế của ông ngồi. Đó, ví dụ như là cái ghế của ông ngồi, ví dụ ông đó mà ông ngồi lâu mà ông thui như đó mà ông đâm đầu ra ông chết là con người ông không có biết control. Đó, mà nếu mà ông ngồi mau á, mà cái ghế ông nóng á, chưa nóng á, mà ông chết á, là con người ổng đâm đầu ra ông chết là ổng biết control. Là tại vì nếu mà ổng không chết bây giờ là sau này là nguyên cả gia đình ổng phải chết đói hết. Thành thử ra ông đó là con người biết control. Đó, mình nghiên cứu như vậy á. Nhưng mà thôi bây giờ kể cái chuyện mà ổng có control không là chuyện đó bỏ qua một bên. Mà tôi là control nè. À không, mà thôi tôi cũng bỏ cái vụ control của tôi luôn đi. Bây giờ là tôi phải khám cho cô thôi. Đã khám cho cô rồi. Bây giờ không cần phải có ống nghe, để tự động tôi áp tai vô ngực cô tôi nghe được. Ê, bác sĩ, ngon. Được rồi bác sĩ, lần sau em trở lại em khám tim cũng được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Không phải khám là phải khám cho đầy đủ. Cô biết tại sao không? Tại vì khi mà cô khám mà cô đưa cái ống nghe vô cô khám là cô khám gián tiếp. Rồi gián tiếp nhiều khi nó không chính xác. Cái tiếng động bên ngoài nó không có đúng với cái nhịp tim của cô. Mà tôi khám như vậy gọi là khám live. Bác sĩ à, cái điều này nếu mà lát nữa mà bác sĩ bỏ quên cái ống chích là chết em á. Trời ơi, cô nói quá trời ơi. Thôi được rồi, thôi nếu mà cô không muốn thì thôi tôi cũng chịu thôi. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho cô nghe, tôi hỏi cô nè. Bây giờ mới bắt đầu hỏi nè. Hỏi rằng để ghi vô hồ sơ bệnh lý. Là cô đã có chữa lần nào chưa? Em chữa nhiều lần lắm rồi. À, cô có chồng chưa? Chưa. Trời ơi, cô còn đi học chưa có chồng mà bị dính ba cái vụ này kẹt dữ ha. Thì đó, ngày nào đó em cũng bị đó. Ít nhất là 2-3 lần đó, đau muốn chết rồi bác sĩ. Trời ơi, cô phải tự kiềm chế đi chứ. Bác sĩ nói vậy chứ em biết kiềm chế làm sao bây giờ. Khi nó tới đó là nó tới. Trời ơi, em nói thiệt bác sĩ, em phải cắn răng em chịu chứ. Bây giờ bảo em kiềm chế làm sao. Cô đã chữa mà nó cũng không bớt chút nào hả? Thì chính vì nó không có vớt em mới phải chữa ngoài ngoài vậy đó. Thôi tôi đề nghị với cô vậy. Sao bác sĩ? Đề nghị nha, lời đề nghị nha. Dạ. Nếu cô không thích á, mà nó tới á, dạ, cô cứ kêu cảnh sát còng đầu nó cho tôi. Cho bác nó tở. Nói... Ừ? Bác sĩ nói còng đầu ai? Thì cái thằng mà làm cho cô chữa đó. Bác sĩ nói cái gì? Kêu cảnh sát còng đầu nó, nghe rõ chưa? Bác sĩ tâm thần hả? Đúng rồi, đúng rồi. Tâm thần là tôi, là bác sĩ lý tâm thần là tôi, là bây giờ mới phát hiện ra phải không? Tôi khám bệnh quá hay chứ gì. Thiệt là bực mình. Không có tiền mà cũng rủ người ta qua chơi. Ai vậy bác ạ? Mấy cha nội kia chứ ai. Khám bệnh người ta thì lấy tiền. Còn thua bài mình xin thiếu. Trời ơi, khó chịu quá. Dạ tôi nói cho anh nghe là tại vì vậy nè. Thường thường á, đa số mà bác sĩ như cỡ như mình á, như cỡ như mình nè. Cỡ như mình đây á là học nhảy không à. Học nhảy là sao? Hồi xưa ham học cho đặng cho mau ra bác sĩ, thành thử học nhảy. Là học toàn là học toán cộng không, không có biết học toán trừ. À, là muốn lấy tiền vô túi chứ không có muốn móc ra. Xin giới thiệu với cô. Đây là ông bác sĩ đồng nghiệp của tôi. Ổng là bác sĩ là chuyên môn trị bệnh là coi như nói chung là thập cẩm á. Ấy không? Tất cả các loại bệnh tổng quát. À, chào cô. Chắc là cô tới đây để khám thai phải không vậy? Trời đất ơi. Tại sao ai nhìn tôi cũng nói tôi bị có thai hết vậy? Trời ơi, tôi nói cho cô rồi, tôi giải thích cho cô nghe hồi nãy tới giờ rồi. Là học lên bác sĩ như tụi tôi là học cao ngút ngàn trời mây rồi, 7 năm trời rồi, là cơm cha áo mẹ chữ thầy rồi. Học như vậy đó, nghiên cứu như vậy, thành thử ra đó là chỉ cần nhìn trên người khác là biết người ta có bệnh gì rồi. Đó là mới xuyên tâm liên. Ồ,
Thì ra là bác sĩ các ông không có cần hỏi bệnh nhân bị cái bệnh gì hả? Cần gì hỏi? Đúng rồi. Hỏi lỡ gặp bệnh nhân vừa câm vừa điếc làm sao hỏi? Đúng. Phải không? Quá chính xác. Bây giờ tôi đề nghị với hai ông như vậy. Đề nghị gì? Nghe liền ý kiến là góp ý kiến là nghe. À. Hai ông á, hai ông nên đổi nghề đi làm bác sĩ. Bác sĩ gì? Bác sĩ thú y mới đúng á. Hồng ơi. Hồng hay Hồng? Ai đó? Anh Dũng nè. Anh Dũng chủ nhà. Anh Dũng hả? Vô đi anh. À, rồi. Anh là em biết rồi. Anh khép cửa lại chưa? Cô chừng vợ anh thấy đó hả? Là phiền phức lắm đó. Em yên chí đi. Anh đóng cửa chặt hết trơn nha. Mà công nhận em chu đáo thiệt nha. Vợ anh mà biết anh qua đây để chắc anh cạo ở đầu anh quá. Thiệt là bực mình. Ô, chủ cà chớn ý vào làm phách à. Đi làm để con tiếng à. Cũng kêu vô căng nhăn căng nhăn. Nghĩ ngang cho biết. Giỏi kiếm ai làm xuyên hơn mình thôi. Con này cho em nè. Cái gì vậy anh? Kẹo. Kẹo hả? Ủa đâu anh có vậy? Đem bển qua. Vậy hả? Về nhà coi phim bộ tiếp. Không được, mình về giờ này thế nào mà cũng hỏi. Trả lời sao đây? À đúng rồi, mình nói với bà là hãng đi cúp điện cho về sớm. Có gì đâu mà anh đen thùi cứng nhắc kìa. Coi nó vậy chứ cứng chứ lột ra ngon lắm. Con ấy lột giùm em đi. Lột ra. Trời ơi, nhìn bằng tay anh Dũng lột cái phát hẹn. Con nhìn khó lột thiệt. Nè. Ăn đi. Ngon quá ha. Lột cứng không có lộn á, không thầm có tiếng đàn ông kìa. Anh biết không, mấy lần anh qua đây nè, em đâu có dám nói cho chồng em biết. Đàn ông ích kỷ lắm, tại vì em sợ anh buồn. Anh cũng thấy ngại quá. Nhưng mà em biết không, tại vì con vợ anh nhà nó cấm, nó không cho. Thành ra
nhiều khi anh ghiền quá anh mới lén qua đây để xin em. Anh thấy làm vậy cũng có lỗi với chồng em. Hay là sao? Anh trả tiền cho em nghe. Kể vậy đi, cho lương tâm anh nó đỡ cắn rứt. Mà coi như là ăn bánh trả tiền đi. Có lỗi gì em bánh trả tiền đi. Chuyện nhỏ mà anh. Em cho anh cũng đâu mất mát gì đâu. Hơn nữa em muốn giữ sức khỏe cho chồng của em. Nhiều khi anh cũng ngại lắm á Hồng. Nhưng mà lỡ ghiền rồi em biết không. Anh nói thiệt nha, cứ mỗi lần mà đi ngang qua phòng em á, cái anh thèm. Mà nói xin lỗi chứ, nhiều khi thèm chảy nước miếng luôn vậy đó. Cứ ngó qua bên nhà anh mà không thấy bóng vợ anh á, thì anh lén anh chui vô đây liền vậy đó. Em nói thiệt nha, không phải là em ích kỷ với anh đâu, nhưng mà anh cứ lén vợ anh á, anh qua đi hoài à, anh tìm ba cái thứ này nè, anh biết không, nó có hại sức khỏe lắm á, biết không? Anh cũng biết chứ. Nhưng mà anh lỡ ghiền rồi. Nghe Hồng à, em cho anh lần này là lần cuối nghe Hồng. Lần nào anh cũng nói lần cuối mà có lần nào anh lần cuối nè. Ôi ơi, ơi cà ui sao không? Làm gì mà mất mát, còn nói đỡ hại sức khỏe cho mình, anh đỡ quá rồi. Anh đỡ chưa Hồng? Gan tôi gan phụ, ta phải dù kém chất bậy chứ được. Đi, không được. Ở bên kia thì không sao, bên Mỹ này á, làm gì cũng phải có bằng chứng. Được rồi, ở đi, vậy cứ vợ nó qua mới được. À, anh Dũng, một tháng vậy nốt mấy gói thuốc. Cái gì mấy gói, lúc này ho quá, bỏ bớt. Chứ, bỏ bớt, chứ không phải ra đi vợ có dặn rằng thuốc sinh thì hút mà thuốc mua thì đừng. Chặt anh quá. Chị Julie, chị Julie ơi, Julie, chị Julie ơi, tôi muốn là muốn gì? Hít dâm tôi hả? À, đúng. À, gọi 911. À, không, không phải là tôi hít, bạn khác hít. Không hít dâm. Ừ. Vậy ra đây làm gì? À, thì tôi tính. Tính gì trơn á? Anh qua Mỹ bao lâu rồi? Hỏi gì vậy? Trời đất ơi, anh có biết là anh vô phòng của tôi đó ha? Anh không có gõ cửa là bất lịch sự không? Nhưng mà không tôi... có nhưng gì hết trơn á, đi ra. Ra làm gì? Làm lại. Cái gì vậy? Trời ơi, gõ cửa, làm gì lịch sự, đi đi, thôi đi. Cục đi tới. Chút, có gì dùng. Lịch sự. Tôi nè, Minh nè. Đóng cửa nhẹ xíu. Chị Julie ơi, tôi. Nhỏ tiếng chút. Thật sự nha. Ừ, nói. À, chị Julie, chị ở sát nhà của tôi ha, mà chị không lo coi chừng chồng của chị, để nó qua nó cua vợ tôi là sao? Anh nói thiệt không đó? Chồng tôi đàng hoàng lắm rồi nha. Đàng hoàng. Xin lỗi chị nha. Nó đàn điếm thì có. Bởi vì mấy ông bà xưa tôi nói đúng lắm mà. Mấy thằng lũ khù á, giác luôn chạy á. Tôi cảnh cáo anh nha, anh đừng nói xấu chồng tôi nha. Lịch sự rồi nha, chị là Julie chứ phải du đảng nào mà điếu áo tôi vậy. Chị nói chồng chị đàng hoàng. Được rồi, đi theo tôi. Chị biết. Anh làm gì mà anh kéo tôi dữ vậy hả? Về đi. Nãy giờ anh qua cũng lâu lắm rồi. Ê, vợ anh mà bả nghi á hả? Qua đi tìm anh đổ bể hết đó. Nghe đi. Đó. Em lo gì? Vợ nó ngu lắm. Nó khen chị ngu đó. Học à? Cái gì? Trước sau gì anh cũng bỏ nó. Nhưng mà bữa nay lỡ chơi rồi,
Em làm ơn cho anh xin lần nữa. Phải chơi cặp mới đã. Anh nghe Vũ. Cái gì? Mới đồ cho luôn một cặp. Ở nhà cho nó mới tung vậy đó. Chị chết tôi rồi. Chị tưởng mình chị chết hả? Chị không nghe vợ tôi thích đồ cho chồng chị nguyên một cặp sao? Không có mình chị đâu. Mình gì? Có giàu. Gì vậy? Trời ơi, chị ơi, đưa dao cho chị á, chị chém chết tụi nó, cảnh sát bắt, ra tòa chị khai tôi, trời ơi, tôi ở tù sao? Trời ơi, sao mà anh hẹn vậy? À, anh có súng rồi, đưa tôi mượn chứ. Ôi, gì vậy? Đưa súng tôi mượn. Ôi, dao tôi còn không dám đưa chị, súng đâu đưa cho chị, tôi chuyển đòi lưu đạn luôn đi. Từ từ, tôi nghĩ cách. Anh tham lam quá à. Được rồi, một cặp. Cho anh cặp luôn. Em cứ chơi thiệt. À, bây giờ anh chị, tôi tông cửa nhà vô trước. Chị nhà vô sao? Tôi đập con vợ ông trước. Chị đập vợ tôi đập chồng chị rồi nha. Anh đúng rồi, tôi đánh anh luôn á. Cái gì vậy chị? Hai đứa mình cũng phe mà. Nhưng sao đấy? Bây giờ hai đứa mình cùng nhau vô một lượt. Bắt quá tay, ra tòa. Tôi làm chứng với chị chịu chứ với tôi. Chịu không? Đi anh vô trước. Bây giờ một hai ba mình nhậu vô. Một lượt. Quyết định vậy. Một, hai, vô. Ba. Vô. Anh là ai? Tôi hỏi anh gì đâu ở đây? Đâu có làm gì đâu. Sao không anh? Tại anh thấy cỏ mọc cao quá. Thật sao mình cũng chủ nhà. Anh qua đây cắt. Cắt cái gì? Cắt cỏ. Cỏ nhà đó nó không lo cắt, nó qua nhà tôi nó lo cắt cỏ nhà tôi nè Từ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Thì cái chuyện là một cặp á. Rồi ổng kìa, hèn chi cái chân không rung rung nè. Không phải. Cái chân anh nó rung là tại vì anh gặp em anh sợ. Anh sợ rồi cái chân nó mới rung. Ví dụ mẹ ai cũng biết anh là vua sợ vợ mà. Còn em cái gì? Em cho nó mấy lần rồi. Hả? Mấy lần không? Không, nhiều lắm, đếm đếm coi. Trời ơi, nhiều quá nó không nhớ là tự ơi. Hèn chi lúc này á, anh dí hai cái nhận hát bài anh câu quậy. Được rồi, để tôi mẻ gãy cái cần câu anh coi còn chăng. Đừng. Kì, mẻ cần câu chưa có đủ đâu. Thì phải rút hết mấy cái sợi gân của trả lại là khỏi đi câu luôn. Vô ác quá vậy cha. Vậy gân ổn ở đâu? Trời đất ơi, chị là vợ ông, chị không biết nữa sao mà tôi biết. Còn em, hả? Nghe tôi hỏi nè. Cái gì? Bà có lỗi mà bà lớn tiếng động hồng với tôi nữa hả? Hả? Tôi nói thiệt với anh nha. Cứ tới giờ của anh hả? Gặp tôi tát mặt tao vô mặt á. Ê, chị đừng có vô duyên đi chưa? Trời đất ơi, chồng của chị bước qua nhà tôi xin tôi. Tôi thấy anh tội nghiệp, anh thèm. Tôi nể anh là chủ nhà cho nên tôi mới cho anh. Bây giờ chị nở đồng nào chị xuống chồng tôi chết từ mặt tay làm sao? Tát mặt tay là còn đỡ đó. Tôi thiệt chị hả? Gặp tôi cạo đầu tôi chết mặt luôn. Ô thị mẹ kìa. Tao có vừa đó nha mày. Mày dám không? Tao cũng cạo đầu mày chết xuống luôn rồi mày. Đừng nói, tôi chơi chị đâu nè. Trời ơi. Tôi còn chỉ nữa. Tự nhiên suối tôi cạo đầu thấy giờ khác mà. Để làm gì nạt vợ tôi? Anh làm gì nạt vợ tôi dữ vậy? Vậy thì anh tính sao? Chuyện này á là chuyện hạnh phúc gia đình của tôi. Ha? Chuyện lớn không phải chuyện nhỏ đâu. Đứng đó, coi tôi xử đi nè. Ôi trời ơi. Anh hùng quá vậy. Không. Gì? Coi như á, cái chuyện này đã lỡ rồi. Anh sẵn sàng tha thứ cho em. Miễn là em đừng có bỏ anh. Anh làm gì vậy? Anh làm gì khóc? Nói nè. Cứ người khóc. Làm gì cười? Yên. Kêu cho cười. Cười đi. Làm gì cười lớn quá vậy? Tại cười là tiếng khóc không lệ mà em. Trời ơi. Trời ơi. Sư phụ. Từ xưa nay đệ tử tưởng đệ tử là người sợ vợ nhất vùng này. Bữa nay gặp sư phụ nhận tôi làm đệ tử đời thứ nhất.
Anh nha. Dạ. Anh làm cho anh ngon mà anh đứng đây. Không vậy hả? Ai mở liều vậy? Em. Vậy. Tại sao anh lại liên ngoại tình với cái thằng cha chủ nhà, vừa hà tiện vừa sợ vợ như cha này? Cái gì? Anh nói cái gì? Ê, cha nội, đừng ăn nói bậy bạ nha. Gì bậy? Có vợ tôi đứng đây ông nói câu đó giết tôi luôn á. Giết gì? Tôi biết hết rồi. Trời ơi, trời ơi. Quang, tôi quá trời. Cái gì Quang? Tôi ngoại tình rồi nào. Tôi chung thủy, tôi đợi anh mà nói tôi ngoại tình á. Trời ơi, Quang quá trời. Bà nói bà đợi tôi, bà chung thủy hả? Bà không ngoại tình hả? Chứ tại sao hồi nãy giờ bà làm cái gì trong cái phòng này với thằng cha này? Anh nói ảnh đi. À, nói mà lên. Anh làm cái gì hả? Hay mày làm cái gì? Tôi biết là rồi, cũng mau khai. Trời ơi, em biết hết rồi hả? Ờ. Em biết hết thì anh biết anh làm vậy là anh có lỗi với em. Thấy chưa? Nhưng mà cũng tại em. Sao tại tôi? Em cấm anh, em không cho. Tình ra anh thèm mà không có chỗ nào giải quyết hết. Em mới lén qua đây em xin Hồng giúp đỡ. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Hả? Gian phu khai rồi á, mà dâm phụ còn chối hả? Đúng rồi, em giúp đỡ cho anh. Tôi cấm anh đời nào chứ. Được cấm anh luôn cho. Anh muốn cho tôi chiều à, mới tối qua rồi. Tự nhiên không á, chỉ có tự nhiên anh khai tùm lum tùm lum vậy. Anh nói em cấm anh, cấm vụ anh hút thuốc kìa. Đó, không phải vụ đó. Bộ hai người tưởng tôi là nít hả? Hả? Hút thuốc không có liên quan tới cái chuyện hà chơi một cặp. Ủa? Hả? Ê, anh cũng là dân hút thuốc mà. Ừ, chơi một cặp là hút hai điếu đó. Đúng rồi. Nè, còn hai tàn thuốc rõ ràng nè. Đó, mới tin nó hỏi đó. À, coi như là chuyện này đúng đi. Ừ. Nhưng mà tao hỏi còn cái chuyện mà cái gì mà lột ra rồi cứng là cái gì hả? Cái chuyện gì vậy? Nó đang sao? Này này anh coi đi nè, nó đen thùi nè, nó cứng ngắt nè phải không? Lột khó lột nè phải không? Anh lột thử. Thôi. Ai nó khó lột? Khó lột lắm. Anh à, dạ. Kẹo được của em mà. Chuyện mới của em nhưng mà mới đem qua đây trao đổi mới có thuốc hút chứ. Rồi tôi hỏi hai người. Dạ. Cái chuyện gì mà bà nhất là bà ha? Cái chuyện gì mà bà nói là tôi là à, làm như vậy thì là không có mất mát, đỡ hại sức khỏe tôi. Chuyện gì? Rồi. Chuyện gì? Cái chuyện này nè, anh coi đi. Anh mà hút thuốc nhiều quá thì hao sức khỏe của anh. Phải không? Thì em muốn giữ gìn sức khỏe của anh thì em mới cho anh bớt, hút bớt. Để tôi hại sức khỏe của tôi, không hại sức khỏe của anh. Không, không, tôi không tin. Vậy còn cái chuyện hồi nãy tôi nghe rõ nè. Anh nói em ngu nè, anh còn đòi bỏ em nữa đó. Trời ơi, ai nói vậy đó? Em nghe rõ nè. Anh không dám bỏ em. Trời ơi, anh sợ em thấy bà nội luôn, sao bỏ em được. Anh nói bỏ là anh bỏ hút thuốc. Chơi anh cặp xong rồi bỏ luôn, không hút thuốc nữa. Anh sợ em lắm, anh không có dám bỏ em đâu. Chị ơi chị, anh sợ chị lắm chị ơi. Anh sợ chị cho nên anh qua nhà tôi nè, anh xin thuốc của tôi hút. Phải không? Mấy mốt hai người làm ơn á, mình nghe mà mắt thấy hay ghen. Còn mình nghe không mà mắt không thấy thì đừng có ghen hết chứ. Nhất là anh đó. Ủa gì anh bỏ thuốc hả? Anh bỏ thuốc anh đâu bỏ em. Vậy mà em tưởng em xin lỗi nha. Trời ơi. Em hiểu lầm tôi mà. Hồi nãy em đánh anh có đau không? Tướng em như con trâu cui vậy. Quánh anh nó không đau. Mình nhận mà. Thiệt, giờ anh quánh em thử, anh hỏi em coi em có đau hay không. Thôi đừng đánh mà, xin lỗi mà. Ừ. Đau quá mà. Thôi xin lỗi. Em kỳ cục lắm á nghe. Sống với anh bao nhiêu năm rồi không biết đánh anh hay sao? Này bà đặt ghen tương qua đây làm tùm lum tùm la, mất uy tín hết trơn thấy không? Tại sao ghen vậy? Tại anh cho đẻ suối em nè. Gì? Hả? Ổng qua phòng em, ổng kêu em, ổng nói với em á là anh đừng có đàng hoàng, đang dê vợ ổng, ổng xúi em á. Tôi xúi chị nào? Anh xúi tôi. Sao anh ác quá vậy? Hả? Anh xúi vợ tôi qua đây quánh tôi. Anh còn nói gì nữa hả? Anh đàn ông anh nhiều chuyện quá vậy? Dũng, Dũng, trời ơi. Có thấy mình dê vợ đâu mà anh nói gì? Anh. Hả? Thôi anh ơi, trời ơi, hiểu lầm thôi mà. Thôi giờ chuyện lớn quá nhỏ nha không? Lớn sao quá nhỏ được? Tôi đang nhỏ rồi quánh tôi phầm mình bầm mấy phù lớn gì rồi sao? Bỏ xin luôn rồi nè. Anh. Tôi muốn sao? Anh. Được chưa gì? Anh. Hả chạy. Sao anh kêu không kêu nghe? Ủa em có kêu anh hả? Có. Tôi xin lỗi em kêu lại đi. Anh. Dạ. Có nghe nè. Nghe. Thôi bỏ qua đi nha, hiểu lầm thôi à. Nóng quá mà. Thôi bỏ qua đi, vuốt giận đi. Bỏ qua đi, ờ hiểu lầm tại ổng ngu quá. Thôi anh cho anh đó nghe. Tôi mà không thử vợ tôi giết anh rồi đó. Sao mà? Hả? Cua cái đầu lông. Trời ơi, tôi hay dâm tài thiên đại thánh rồi nè. Mai Siêu Phong. Chị Hồng ơi, chị Hồng, chị giang cái cây quánh chồng chị hay quánh tôi vậy?
Quên ổng. Chị tôi hỏi can, chị nghe tôi nói đi. Chị đừng có đánh nặng mặt cái này. Cái này bị chấn thương. Hả? Chị vô trong phòng chị kiếm cái mền ra hen. Cái chị quấn anh lại. Chị lấy cái búa đó, chị vợ anh như ba sừng non ảnh á. Không có di tích, không có chứng cứ. Đó, vậy được chưa chị? Đúng rồi đó chị. Chị bứt gân ổng mà chị. Chị đá vô thành câu ổng chị. Cái người này không can mà còn suối nữa trời. Quánh ra. Với anh ở nhà tôi phải quánh anh mới được. Đây nè. Đây nè, chị chí thì tôi xô ra đây chống cho chị quánh nè. Tôi ngồi đi coi. Người ta ở đời không có gì chùa đâu á. Không biết rồi em. Út có hai đứa thuốc phù mình phù mấy chân. Mình đi về đi em, con vợ trả tự nhiên quýnh trả. Không phải chờ, phải lại về đó là chơi chút xíu. Về cho tự nhiên quýnh mà. Không. Em phải cho anh cơ hội chứ. Anh chuột lỗi em chứ. Nha, cho anh cơ hội đi. Anh chuột khoan hát. Chờ anh chút trả thù em ơi. Chờ em chút. Cái gì vậy? Quýnh quá. Tôi không biết để đâu mà trả anh làm đi. Kiếm vậy? Kiếm này nè. Đây. Ôi. Anh, đó, anh. Được rồi, nè. Anh. Ôi, ngồi nữa, đừng khoan cho tự. Trời ơi. Có nhiều lắm em ơi, đóng này nè. Anh mua chi mà dữ vậy anh? Hả? Anh mua nào vậy? Thì mua lâu rồi, nhưng mà giấu em. Dũng sư phụ. Con xin kính biếu cha. Nhiều đóng thuốc này nè. Mày mốt á, thằng anh làm ơn đừng có hai nhà đàn em. Xin lén thuốc hút nữa. Trời ơi, thấy không? Tụi xanh nó chuyện hiểu lầm này nọ. Mà quánh tôi, te tôi vậy nè. Xịt máu tùm lum tà la lên. Thấy đá nhiều vừa thôi kìa. Anh biết vợ tôi cấm đi hút thuốc mà. Hả? Hút có hại sức khỏe anh biết không? Tôi hút có hai điếu mà bầm mình bầm bẫy. Đưa tôi một đống vậy. Mua cái hòm chui trong đầm luôn. Hòm gì đâu không lấy. Tôi sợ vợ tôi lắm, vợ tôi cấm, không có cho tôi lấy. Anh không lấy á em. Anh không lấy mà, cho tôi chuộc lỗi đi, anh định không lấy. Lấy đi. Sao vậy? Thôi, em cấm anh thuốc tại thuốc mắc, em sợ tốn tiền thôi. Ủa vậy? Ủa vậy này cho anh Dũng. Anh chạy đâu vậy? Cái này cho anh không hết à? Tôi còn cái này lấy luôn. Là chưa tuôn cây á. Cái này nó vợ anh mất anh chết á. Để tôi đi. Nhiều quá em ơi. Thôi, vô đi. Tốt mấy tháng á. Em ơi, cái gu anh là gu này. Cái này không phải gu anh. Bây giờ sao vậy? Dạ em tập em hút đi. Ờ em tập hút anh, em hút này, em hút này á. Thôi đi, mình ra đây tập liền. Đã quá. Mấy tháng đi khỏi mùa thuốc. Em hết giận rồi hả? Nhìn em cười là anh biết liền. Em hết giận rồi. Em hết giận rồi. Nhưng mà em điên. Trời ơi, anh mua gì vừa thôi. Anh mua quá vậy. Thuốc lá mua tốn tiền xong. Anh dịch chơi sàn anh chó hết. Sao em không nói? Trời đất ơi, mày đi đâu đây?
không biết phải tía Hồng nữa. Sao vậy? Sao tía nói câu nghe phụ phàng quá. Cái gì phụ phàng? Trời ơi, lặn lội dưới quê lên đây thăm tía, tía hỏi đi đâu? Đi thăm tía chứ đi đâu? Trời ơi, tao cho mày biết mấy người nhà giàu, tao đã nói rồi mà mày cứ cãi tao. Mấy người nhà giàu đó họ rất là khó tính, họ không thích ai tới nhà họ hết trơn á. Ôi tía ơi, mệt quá. Mày kệ người ta chứ, giàu có kệ nó đi. Trời ơi, mày ngồi cái điệu nước lụt, mày bỏ cặn chúa mày hư ghế của ta hết. Trời ơi, tía đổi tính hồi nào thì tía chưa tía ngồi giống vậy là bắt trước tía mà ngồi giống vậy nè. Nói cho tía nghe, cái ghế này nó làm bằng ni lông mà, bằng ni lông nè, nó nóng cái đít thư cái đít con của tía. Tía không sợ, tía sợ hư ghế. Tía bây giờ học ai đâu mà chăng mày hết ghế luôn. Bỏ cặn xuống giùm tao đi, trời đất ơi, tao nói mày nghe. Rồi bây giờ mày lên đây có chuyện gì mày nói tao nghe coi. Nói là đi lên đây thăm tía coi tía có khỏe không vậy thôi. Trời đất ơi, tao có bệnh hoạn gì đâu mà khỏe hay là không khỏe, đau ốm gì mà thăm với non. Trời đất ơi, mày ê mày, thương tía quá mà con thương tía dữ lắm. Mày thương tao hả? Ừ. Mày thương tao hả? Thương tía lắm. Trời ơi, tội nghiệp quá ha. Y không có tội nghiệp đâu tía ơi. Bởi vì má bắt tôi đi chứ tôi đâu có muốn đi. Bà nói là bà nhớ tía. Bà nhớ tao tại sao bảo lên thăm tao? Mà sai mày lên đây rồi tao làm được cái mẹ gì? Sao già mà sao ngộ ghê. Tía ngộ ghê luôn. Cái gì ngộ? Nói cho tía nghe. Bà nói là mẹ bà nói con lên đây là nói tía đó là xin phép bà chủ về dưới Long An thăm nhà đi. Không được, không được, tao về dưới rồi, con chuyện ở trên này ai làm? Trời ơi, nhà giàu gì đâu cũng có miếng nước luôn. Chứ còn hỏi tía, tía lên đây năm mấy trời, thấy không? À. Mà tía cũng không có được gửi được đồng xu các bạc nào về nhà giúp đỡ gia đình á. Trời, mày không có hiểu gì hết, mày cứ nói mày trách tao hoài. Bà chủ bà không có đưa tiền, lấy tiền ta tía gửi về cho con. Trời ơi, cho má con. Vậy làm mà không trả tiền vậy tía làm gì? Thôi tía về quê đi, về quê đi, với ở với gia đình đi, rồi nhà mình có cơm ăn cơm, rồi có cám ăn cám, vậy đi. Nhưng mà tao nói nghĩ không có được. Trời, tao nghĩ một cái là bà xù á, bà xù hết á. Công lao cực khổ tao làm mấy năm trời chưa lãnh được một cắc cho mày biết kìa. Trời ơi, không có đưa tiền thì thôi tía làm gì? Trời, về đi, nghỉ nha. Đâu được, trời đất ơi, mà không có đưa tiền mà mày không có đưa tiền là coi như xù lâu. Rồi chứ sao thì đừng có làm nữa. Không, tao nói mày nghe, bà xù một cái là công lao mấy năm trời nay tao làm chưa có lãnh được cắt, tao đã nói mày rồi. Chứ giờ tía cầm lưng tía làm rồi cũng đâu có được cắt nào đâu. Nhưng không lẽ giờ tao bỏ hay sao? Bây giờ tao phải ở đây tao làm, tao lãnh đi chứ. Trời ơi, cứ làm hoài không được lãnh mà cứ ở hoài chi vậy trời. Trời ơi, tao đi về đi ông ơi. Trời, không được, trời ơi, tao nói mày nghe. Bây giờ tao nói mày nghe, nếu tao về là tiền bạc tiêu hết mà nè. Chết. Dẫu vậy. Bà chủ mới về tới rồi, sắp về tới rồi. Bà về kệ bà, trời ơi, bà về kệ bà. Đâu được, mày tạm lánh mặt đâu đó đi. Để bà về đây thấy mày đây, bà đuổi tao à. Nói cho mày biết vậy. Bà đuổi càng tốt nữa, con còn cầu cho bà đuổi tới về luôn á. Trời ơi, ở đây mừng không trả tiền con mẹ chủ là vô con vớt bãi cho coi. Thôi, trời ơi. Không trả tiền nhưng mà điều tao nghĩ không có được. Ê, tích. Tao hiểu mày gì? Hình như tao nghe tiếng vuốt, tiếng dài. Mày về liền bây giờ, để mày đi vô, chạy. Bây giờ mày chạy ra vườn chuối. Mày trốn đỡ cho tao, nằm chỗ đó đi, thấy không? Bà mày nằm ở ngoài đi, một lát chút tao rảnh tao ra, đi. Thương tía lắm mà nha, thương tía lắm mới chơi cái vụ này nha. Chứ đi cái mau, vụ này đi. Con không có muốn chút nào nha. Đi mau đi. Đi đường nào, đây phải không? Đây, đó, nào rồng có vườn chuối mà sao đó. Ý mà tía ông, tía, nói nghe nè. Cái gì? Bà già á, bà đương nghi ngờ tía với cùng bà chủ này nè. Sao? Có lẹo tẹo gì với nhau á? Bậy bạ, đừng có nói bậy bạ, có cái gì đó. Mày nói vậy như vậy, nó sao? Trời ơi, mày nói bậy bạ nó có hu, nghe chưa? Có hu là vui luôn. Ê! Chú. Dạ, chào bà chú. Dạ. À, tôi đi hồi sáng giờ nhà có chuyện gì không vậy chú? Dạ. À, chắc bộ có khách sao nhà cửa tùm lum vậy? Dạ,
đúng vậy, dạ có ba bốn người đến hỏi thăm bà chủ để trả tiền nợ hay gì đó. Ủa rồi tiền đâu? Dạ tôi đâu có nhận. Trời ơi, họ gì đó, ba bữa khác tới. Tiền vô tới tay rồi mà còn không chịu nhận. Dạ. Chú thiệt á. Sao tôi thấy chú lúc này có vẻ làm sao á. Nếu tôi nhận thôi có gì á, chú cứ nói đại cho tôi biết đi. Nếu tôi nhận tiền á, tôi nói bà chủ nghe, nếu tôi nhận á rồi bà chủ lấy hết rồi tôi nhận chi cho mang tiếng. Thôi thôi ngồi rồi nói chuyện đi. Lúc này chú tôi thấy chú coi bộ làm sao á, chú có vẻ như thế nào chú cứ nói chuyện cho tôi biết đi. Dạ. Tôi định nói với bà chị mà sao trong lòng tôi nó ngại quá. Ngại hả? À. Ngại thì thôi đừng nói. Mà nếu không, tôi không nói thì trong lòng tôi nó ấm ức rồi sao? Ấm ức? Ừ. Thì đợi lúc nào không có tôi ở nhà rồi chú hãy nói. Không có bà chị ở nhà rồi tôi nói chuyện với ai? À, có tôi thì chú lại ngại. À, vậy thì bữa nay tôi nói à? Thì nói đi, có chuyện gì không? Dạ, tôi... Đâu nói cho tôi nghe coi. Tôi cũng định ủa, xin sao? Bà... định xin bà chị ít tiền. Ê trời đất ơi. Ừ. Xin tiền. Trời giỡn hoài chú tiền đâu cho, xin kỳ cục vậy. Xin cho được sự vậy chứ sự thật tôi muốn bà chị thanh toán dùm tiền công của tôi làm cả năm nay. Đặng tôi gửi về cho mẹ con nó. Tưởng cái gì chứ cái đó thì dễ thôi. Thì chú cứ việc tính đi. À, chú làm ở đây được bao lâu rồi ha? Cứ việc tính đi. Dạ tôi tính rồi. Dạ đúng 14 tháng lẻ 2 ngày. 14 tháng lẻ 2 ngày. Dạ. À để coi. 14 tháng. À mà chú làm nhiêu một tháng vậy ha? Dạ một tháng 100. Một tháng 100. 14 tháng. Vậy 1.200 tổng cộng tất cả. Dạ 1.400 chứ. Mình chỉ vui tánh quá. Ờ thì 1.400. Dạ. Có cái gì đâu mà ôi tôi lu bu chú có cái gì đâu mà giữ vậy. Thôi được rồi. Bây giờ tôi nói chú nghe. 1.400 phải không? À. Tôi tặng chú thêm 100 nữa. Hả? Ờ. Trời ơi. Đã chẳng 1.500 được chưa? Ờ, bà chủ cả năm nay lâu mới nghe được cái tiếng này. Trời bà chủ tử tế quá. Bây giờ để coi nha. Dạ. À, chú có tiền lẻ đó không? Dạ thối lại. Không. Dạ. Có tiền lẻ đó cho tôi mượn 500 nữa. Chi vậy? Để tôi thiếu chú chẳng 2.000, tôi ghi sổ đây cho chú. Đừng có lo, tôi thiếu chú chẳng 2.000. Ha? Được không? Trời ơi, tim tôi muốn đứng rồi, trời ơi. Cậu làm từ ngày lên tới giờ làm cho bà chủ cả năm nay không có tiền gửi về cho mẹ con nó, không có dịp về để mà thăm nữa. À ơi, vậy thì ơi, nói thiệt bà chị thương nha, có nhiều đêm tôi nằm mà tôi ngủ không được bà chị. Có gì đâu mà cái chuyện đó dễ thôi. Chú cứ cứ sao chú cứ nấu một nồi rễ chanh mía lao. Chị... rồi bỏ thêm củ xăm vô. Chú uống chú ngủ tuốt luốt được liền chứ có gì đâu mà lo. Tôi đâu có nói cái vụ đó. Mà chị hiểu lầm rồi. Tôi hiểu lầm cái gì? Tôi nói đây, ý tôi nói đây là không biết mẹ con nói vợ dưới ra làm sao, tôi lo quá bà chị à. Trời ơi, nhớ nhà phải không? Nhớ lắm mà. Nhớ nhà thì nói đại là nhớ nhà cho rồi. Chú không chịu nói ai biết mứa đâu gãi. Mứa cũng để bà chị gãi nữa. Bây giờ bà chị đồng ý được phải không? À, bây giờ đồng ý. Bây giờ chú cứ chuẩn bị đi. Dạ tôi nghe không? Chuẩn bị cả tháng. À khoan, đợi tôi cái đã. À, để tôi coi không có con Tam không? Tôi tặng cho chú để chú mua. Chị? Để gửi thơ về cho vợ nhà chú thăm nhà. Trời. Hả? Thôi để tôi đưa con Tam cho chú sao nha. Trời ơi. Được không? Làm gì chú buồn dữ vậy? Nè, mà đâu có phải có mình chú buồn đâu. Tôi này còn buồn hơn chú nhiều nữa. Chú nghĩ coi, từng tuổi này rồi mà chồng con gì cũng không có hết trơn. Ôi vậy hả? Không có chồng con gì trơn hả? Không. Rồi mấy chị, bà chị tôi hỏi thiệt bà chị. Sao? Bà chị có chơi bùa lỗ ban không? Đừng có nói bậy nha, bùa gì tôi đâu có biết chơi bùa gì đâu. Bà chị sao trên bàn thờ có mấy ông gì đó, ai vậy? Mấy ông chồng tôi đó. À vậy hả? Ừ. Trời ơi. Ê, chồng của bà chị đó. Chồng của tôi đó. Mà sao ngồi, mà ngồi khổ trên đó vậy? Sức tôi nói chú nghe. À. Sao tôi rờ vô ông nào ông nấy là mấy ông cũng đều chết bất đắc kỳ tử hết. Cho nên tôi chồng cũng không mà con cũng không. À thôi, tôi hiểu rồi. Bà chị đừng có thắc mắc.
ông bà ta hồi xưa có nói rồi chị, bà chị không nghe sao? Nói sao vậy chú? Nó cây độc thì không trái, mà gái độc không con. Trời ơi, tôi có độc ác với ai bao giờ đâu. Chú nghĩ coi, mấy ông rủ nhau đi hết trơn rồi làm sao tôi có con nữa. Bây giờ, trên đó, ba ông, bây giờ bà chị kiếm thêm bảy ông nữa thử coi sao. Chú nghe. Bà chị kiếm bảy ông nữa đi. Chú đó thiệt, đúng tôi á nha. Dạ. Tôi cũng tính. Tính sao? Đi thêm bước nữa đó. Bà chủ bây giờ chỉ có nước chảy nước rút cho đi sao kịp. Đúng này thiệt à. Trời ơi, thịt đồ cũng còn cái chỗ đáng cứng nó không cứng, mà chỗ không đáng là nó lại cứng. Như cái tim này, hiện giờ nó mềm nhũn mà bắt dế là cái mềm xèo. Tôi nói thiệt với chú á nha, tôi đó là đàn bà quá như vậy nè, mà dám đem chú về để chung sống. Sống chung nhà. Xin lỗi bà chị, nói năng cẩn thận đi, bà con người ta nghe kỳ lắm. Thì sống chung nhà làm gì dữ vậy? Sống chung nhà mang tiếng chết. Bà chị còn chỗ mang sao? Chứ tôi nghĩ bà chị hết chỗ mang. Cái tính tôi á kỳ lắm, phải có tiếng thì phải có miếng tôi mới chịu nghe, mà không có miếng tôi không có chịu đâu. Ý ấy thôi, làm gì kỳ vậy? Làm gì vậy? Dạ bà chị hết mạnh quá. Cha coi vậy mà cũng yếu dữ ha. Đó, tôi nói có chỗ yếu là vậy đó. Chỗ đó không được cứng là chờ cái chỗ đó đó. Bây giờ tôi nói thiệt với bà chị nghe. Thiệt làm sao? Bà chị ngồi đi, tôi nói. Thiệt làm sao? Ngồi đi. Vậy không, bà chị ngồi đi mà. Tôi sao? Muốn hỏi thiệt bà chị có thương tôi không? Hỏi kỳ ghê vậy. Không thương sao người ta đem về đây chung sống vậy? Hả? Bà chị ơi. Sao vậy? Bà chị để tôi lại chị, bà chị. Sao vậy? Bà chị là bán tha giùm tôi bà chị. Tôi sợ lắm bà chị. Sợ sao? Sợ. Tôi lên tôi ngồi chung với mấy ông trên bàn thờ luôn. Trời ơi, mấy ông khác còn chúng khác. Không nữa, tôi nói bà chị nghe, không nữa tôi còn vợ, còn con tôi dưới quê á. Trời ơi, không được đâu. Trời ơi, bà chị thương giùm tôi nữa mà. Thiệt tôi chán hết sức vậy đó. Cái đời tôi sao mà nó quá lận đận đi. Cái người bao nhiêu người đeo đuổi đó thì tôi không chịu. Thương chi cái người đã có vợ có con như vậy đó. Thôi chắc là tôi bị ông bà gì quở phạt quá à. Đúng rồi bà chị ơi, đúng rồi. Gì vậy? Trời, bà chị nói tôi mới nhớ. Chắc có lẽ là mồ mã ông bà gì của bà chị đó bị động. Sao vậy bị chú? Bị động. Rồi, bây giờ tôi phải làm sao? Cho nên ông bà quở đó bây giờ phải cúng. Phải cúng. Đâu nói tôi nghe coi, phải cúng sao? Cúng thổ thần thổ địa. Cúng cách nào? Bà chị muốn biết tôi cúng cách nào phải không? Cúng sao phải không? Cúng nhưng mà tôi hỏi chú bây giờ nè, cúng có tốn kém nhiều lắm không? Túng có tốn cỡ bao nhiêu tiền? Không bao nhiêu đâu. Mình tùy mình ha. Nếu cúng một thần thì khác. Mà cúng nhiều thần nữa thì lại khác hơn. Thôi chú. Nhưng cái này càng cúng nhiều lại càng linh. Được rồi. Bây giờ đó chú làm ơn chú coi thầy nào hay rước về đây giùm tôi liền bữa hôm nay. Nhưng mà để tôi nhớ, tôi quen nhiều thầy lắm. Quen đó, nhiều thầy thôi đâu tính coi. Ngồi để tôi nhớ. Trời ơi, có sao không chú? Sao để tôi lo quá vậy nè? Sao? Rồi tôi nhớ rồi, có một ông thầy này trẻ tuổi lắm. Cao tài ấn vô cùng. Vậy hả? Vậy thôi chú rước về lắm. Bữa nay liền. Rước về liền ha. Rước về liền cho tôi ngày hôm nay đi. Nhưng mà trước khi tôi đi, bà chị nên nhớ nha. Ở nhà, bài mâm đèn ra đầy đủ nha. Bài mâm đèn. Cái gì? Mâm đèn. Ủa, bộ cái ông này không hút má phiền sao? Bài mâm đèn. Trời ơi, tôi quýnh, tôi cũng lộn. Bài nhang đèn, hoa quả ra để cúng ra. Bài mâm đèn làm tôi tưởng đâu là ông hút má phiền. Thôi chú đi, mau đi, tôi ở nhà tôi lo hết trơn. Gì nữa? Còn cái này nữa bà chị. Sao? Nhớ bà chị chuẩn bị tiền bạc ha, tiền đó, đổ tiền là... Tôi đổi bạc lẻ nhiều lắm, một không, bóp rồi nè. Không, tiền chẳng rồi, tiền chẳng dễ hơn. Bà chị... Tiền chẳng nó tốn lắm. Tốn càng tốn càng linh, ha. Vậy hả? Nhiều một chút. Thôi, mình cúng nửa chừng mà hết tiền. Nghe tôi nói bà, nghe tôi nói nè, nếu cúng nửa chừng mà hết tiền đó, thì nó hết linh. Chú đi mau rồi về sớm nha. Dạ. Trong việc nhà để tôi lo đó, cho đừng lo, đi. Bà chị ráng nha. Đi mau nha. Thôi đó nghe, chuyến này đó tôi đã cúng kiến xong xuôi hết rồi đó. Đừng có mà kiếm chuyện nữa.
tôi phải về đây phù hộ cho tôi, để cho tôi được kiếm một tấm chồng cho được đàng hoàng. Nghe mấy ông ngồi đây không có làm được con mẹ gì hết á, chán lắm rồi đó. Về phù hộ cho tôi á nghe. Vô tới rồi đó thầy. Dạ, dạ thưa thầy. Cha chả thân sắc của nữ. Dạ sao thầy? Nó mờ mờ ảo ảo như bị sương mù Paris che phủ. Biết còn nước rồi ông ơi. Im. Dạ. Không được nói. Dạ. Nói một hồi. Mày à, dạ thưa thầy, thầy có cách nào giúp cho bà chị đây không thầy? Dạ. Ta im. Ta có giúp cũng không có được gì đâu. Chỉ có thần thánh mới giúp nàng ta được thôi. Nghe ta nói đây. Ủa sao thầy lấy cái này giống cây chổi quá nhà? Trời ơi, phạm thượng à. Cây này mà nói cây chổi vậy? Dạ. Cây này ông này ông đưa ta thế à. Ông này ông gặp ông cũng phải thưa cởi được nói cây này cây chổi. Cây này là cây phết trần. Dạ. Phật phật. Ờ phật phân trần. À nó lộn quá. Quá vui luôn á. Dạ. Ta nói cho nữ nghe. Dạ sao thầy? Im. Dạ. Không ai hỏi không được trả lời. Dạ. Nghe chưa? Dạ thưa nghe. Nữ bị các ông bà quở dữ lắm đó. Trời ơi. Rồi con phải làm sao thầy? Im. Dạ. Bồ mã bị động dữ lắm rồi có biết không? Dạ biết. Biết ai hỏi mà trả lời biết. Ừ, dạ. Chuẩn bị lên nhang đèn. Dạ, cho ta đăng đàn khấn giấy. Dạ, 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 chú phụ nhang đèn chú. Được rồi. Dạ. Nhang đốt xong chưa lẹ lẹ cho ta khấn giấy coi. Dạ rồi con có giấy không thầy? Đàn bà không có giấy. Dạ. Chiếu. Dạ chiếu, chiếu. Nè nhớ cái vụ hiện kim hiện vật phải đầy đủ nghe không? Dạ dạ chưa có sẵn rồi thầy. Chuẩn bị à. Dạ. Dạ. Đây. Dạ dạ tôi dạ có tiền rồi. Cắt cái vỏ cho tôi. Móc ra cầm cây. Dạ. Thầy chuẩn bị nhang đen. Đốt cho mẹ chủ này sạc nghiệp. Tiếc của quá đốt có ba cây năm ông mà đốt ba. Thành tâm nghe chưa? Dạ. Dễ trong lòng nghe không? Dạ. Cho ta linh cho hiểu. Chú giái phụ dùm với tôi. Được rồi. Đó. Thằng này hay lắm hả chú? Hay. Đừng nói chuyện. Hành hương vọng tưởng tam hương bốn bề, mau mau triệu về nghe thầy truyền lệnh này hỡi âm binh ơi. Ha. Là có âm binh lúc đó đâu phải cứu cổ hồn đâu. Có một lần lầm lỡ cúng thổ thần. Dạ. Này hỏi ông bà chú bác ơi, các đấng thổ thần các vị mang nhân quan hồn uổng tử về đẩy xem thử con mẹ chủ nhà mồ mã ông bà chắc là bị động. Sanh trưởng ở đâu nói thiệt ra coi. Dạ con người ở miền Nam mà con sanh ở Cầu Ông Lãnh. Mồ mã ông bà chồng ở đâu nói nghe coi. Dạ cũng vòng vòng chung quanh Sài Gòn thôi, Hóc Môn, Bà Rịa, Bà Địa, Bà Quẹo, Bà Đen, Bà... Thôi đừng nữa, đừng nói nhiều bà quá. Còn độc thân nói nhiều bà khó chứ. Chuẩn bị nghe cúng nghe không? Dạ. Đọc cái tên vị nào phải cúng tên vị nấy nghe không? Bỏ sót mang tội chết à. Nghe nè. Ha! Thank you.
xưa ông bà ta đã dây dừa giải tình, bởi thế nên tục tiên rằng ông lạnh ông tà ông đồn, ba người bạn thiết sớm hôm hồn nhà. Ông lạnh bản chất thiệt thà, thầm yêu nét đẹp mặn mà của bà đen. Nhưng nào ông dám bon chen, sáng đêm trong đèn nhung nhớ thiết thà. Ông đồn bản tánh nguyện qua, chờ cho ông lãnh kẹt đến cà rà bà đen. Hai người xả láng một phen, sinh ra bé gái đặt tên Thị Nghe. Ông lãnh nghe nói mới thuê ghe đi thăm cho biết Thị Nghe mà ra sao. Ngó gần nó cũng bảnh bao, nhìn xa nó cũng hao hao giống ông đồn. Bà đen từ dạo sinh con vốn đã đen sẵn, nay còn hơn xưa. Ông đồn nhìn vợ mới hết ưa, bỏ lên Long Khánh say xưa miệt mài. Lên núi đêm ngày thở than, thương cho đứa cháu lầm than. Ông lãnh mới hào hiệp cứ mang đem về, cho cuộc sống ê chề, một già một trẻ bốn bề cô đơn. Ông bèn đi thẳng xuống Hóc Môn, cưới luôn bà Điểm để chôn cuộc đời. Bao vật đổi sao dời, bà đen ở dậy cho dơi nỗi lòng. Chỉ còn ông Tạ là lông bông, bạn bè lấy vợ nên chồng đã lâu. Cô Giang đã sắp ăn trầu, cô bác cũng đã từ lâu theo chồng. Ông bèn đi xuống cầu bông, hỏi thăm bà Chiểu có chồng chưa. Bà Chiểu nghe nói bèn thưa, chỉ còn mỗi có bà Quẹo là chưa có chồng. Bà Điểm tay bế tay bồng, buồn tình ông Tạ phải lòng bà hôn. Ông bèn bao cuốc xe ôm, vì lặng cha cả lo hôn lễ liền. Phụ rể có cậu phải hiền, nữ trang thì đầu à. Bà Hạt á, thì làm phụ dâu, chú ý bưng mâm quả cao khai trầu. Bà hôm tròn mối nghiêng đầu, chỉ thương bà Quẹo âu sầu đắng cay. Chứ ế chồng mấy chục năm nay, chỉ mỗi cái tội là chân tay không vẹn toàn. Buồn cho duyên phận bé bàn, bà Quẹo ảo não chẳng màng hơn thua. Mặc cho thế sự ganh đua, bà Quẹo xuống tóc từ chùa bà đanh. Muối giữa kinh kệ tu hành, nguyện cầu số kiếp lại sạch vuông tròn. Muối giữa kinh kệ tu hành, nguyện cầu số kiếp lại sạch vuông tròn. Này dạ chủ. Dạ dạ. Hãy đem đấm ngang này, đem ra cắm bốn phường tám hướng để các thổ thần tề tổ về nghe chưa. Cứ mười bước chân cắm cây, mười bước chân cắm cây, nghe rõ chưa? Dạ dạ thưa thầy con nghe rõ. Đi dạ. Đi. Dạ thưa thầy dạ. Ha. Dạ đi cắm ngoài vườn.
ngoài giường đó. Mười bước một cây, mười bước một cây. Công nhận tía giỏi ghê luôn á. Cái cớ này là hay á. Rồi bây giờ tiền này sao đây? Tiền này là của tía này, trời ơi. Mần ăn mấy canh mấy năm mấy trời này là, đây là tiền công của tía đó, tía cất đi. Hay, hay là ta lấy hai phần cho còn mẹ phần. Ông không có lấy đâu, chia về tía cho hết cho má đi. Bà mừng lắm á. Nè, nhưng tao dặn nha. Sao? Một lần này thôi nha, không có nữa. Bởi vì nếu mình mày làm như vậy là mày buôn thần bán thánh không có được, nghe chưa? Trời ơi tía ơi, mượn tới già luôn. Mà con nói tiếng em mình may hết sức luôn nè tía. Sao sao mày? Trời ơi, bà nói là bà người miền Nam á. Ừ. Chứ bà trời người miền Trung, miền Bắc. Ô trời ơi, là thí mụ nậu con luôn. Trời ơi.